su su xào tôm của mình đã xong rồi, các bạn nhìn màu xanh này rất là đẹp mà. Có tiêu này, rất là thơm luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yohong Food. Thank you for your watching Yohong Food channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món su su xào tỏi. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, mình sẽ có đây là 3 củ su su, nửa ký này các bạn. Mình sẽ có 1 ít tỏi, 2 cây ớt, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Các bạn lưu ý, đối với phần su su thì có rất là nhiều mú. Khi chúng ta cắt vỏ và khi chúng ta cắt miếng thì phần mú nó sẽ chảy ra rất là nhiều. Nên để cải thiện được cái phần mú này thì chúng ta sẽ cho vào một cái thau nước và bón ít muối nữa các bạn. Đây mình chuẩn bị một thau nước và chúng ta sẽ cho vào đây, đó là 1 muỗng canh muối. Mình sẽ chuẩn bị một cái dao hai lưỡi và bây giờ chúng ta sẽ bào vỏ su su. Đối với phần đầu su su thì chúng ta sẽ cắt như thế này này các bạn. Đó, chúng ta cắt như thế này là chúng ta sẽ bỏ đi cái phần đầu. Rồi, đây là trái su su mình đã chuẩn bị xong rồi, mình sẽ bỏ vào thau nước đấy các bạn. Đây là 3 trái su su mà mình đã cắt ra và mình đã ngâm với nước muối này các bạn. Các bạn thấy không? Khi chúng ta bỏ muối nó rất là trong và khi chúng ta cho su su vào thì nó đã đục rồi đấy các bạn. Cắt xéo nữa các bạn. Đây là phần su su mình đã cắt xong rồi này các bạn. Đó. Nhìn miếng su su rất là xanh tươi, rất là ngon. Công đoạn tiếp theo là công đoạn mình sẽ băm tỏi. Mình bắt đầu xào su su đây các bạn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho toàn bộ tỏi vào luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ vớt cái phần tỏi phi ra các bạn. Mình sẽ cho hết phần su su vào. Để cho su su của chúng ta nhanh thấm gia vị thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu. Su su rất là nhanh chín nên là khi các bạn xào thì các bạn lưu ý các bạn chỉ xào trong vòng 5 phút thôi nha các bạn.
Tiếp theo mình sẽ cho toàn bộ tôm phi lúc nãy vào nữa các bạn. Rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Su su xào tỏi là chín rồi, bây giờ mình tắt bếp các bạn. Su xào tỏi đã xong rồi các bạn, đó các bạn nhìn một màu xanh rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Mình sẽ cắt lên đây một ít ớt các bạn. Đó, su su xào tỏi của mình đã xong rồi. Các bạn nhìn màu xanh này rất là đẹp mà. Có tiêu này, rất là thơm luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng với các bạn xem. Su su rất là thấm gia vị. Có vị cay cay của tiêu, vị ngọt ngọt của đường, vị mặn mặn của muối. Và đặc biệt nữa là su su vừa chín tới đó các bạn. Rất là thơm ngon. Món ăn này các bạn hãy bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nhé. Rồi, clip của mình đến đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share và ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.